Rồi, ok, chào tất cả mọi người ha. Đây là một cái bếp gì anh bạn? Đây là bếp dầu sử dụng dầu diesel nha các bạn. Đây là anh của mình vừa mới làm xong đây nè. Sẵn mình mượt lấy mình quay luôn. Đó. Lửa đã ghê chưa? Này là mới vừa làm xong rồi chưa có chỉnh chu cho lắm ha. Đó, nhưng mình thấy là rất ok đó, nhìn thấy đã rồi đó. Đây là cái bình dầu đây nè. Đó. Anh mình sẽ bơm hơi vô trong này để nén dầu, nó sẽ tự bơm theo cái đường ống này nó đi ra đây. Đó. Qua đây thì dầu sẽ được đốt nóng lên và quá hơi. Đó, ở trong này. Đó, khói nó phun đi trong cái cột này. Rồi khói này sẽ lòn ra đây, đi lên đây, nhìn về trái thành lửa. Thì anh mình sẽ chế cái này để làm bếp thay cho cái bếp ga đó. Ủa anh bạn, bếp này nó xài nó đỡ hao hơn cái bếp ga không? Đỡ hao nhiều chứ. Đó, nghe anh mình nói chưa? Một lít dầu này nấu chắc cũng được lâu lắm mới hết được lít dầu á. Này nãy là đổ vô đây có chút xíu à. Đó, nãy là mình đi mua 20.000 dầu. 20.000 thì được có bao nhiêu đây à? Tới đây rồi. Rồi tới đây. Tới đây à. Đổ con khúc thôi mà thử nãy giờ đó. Cái này nữa mà anh mình hàng chấm lại hết mấy cái vết xì chỗ khói bay ra nè là sẽ cực kỳ là ok luôn. Tập hàng. Nó đang tập hàng tập sự đó. Đó. Cái máy móc còn mới không? Đó, đồ mới không đó. Đây là cái như cái thứ hai phải không anh bạn? Đúng rồi. Đúng rồi, cái thứ hai luôn các bạn. Phiên bản này thành công. Cái đầu thì nó khó khởi động hơn. Đây. Cái đầu tiên. Đây là cái đầu tiên nè. Về nguyên lý thì cũng vậy thôi. Đó, cái cây này sẽ đúc qua cái lỗ này, thông qua đây. Khói sẽ bay vô trong này. Rồi đi xuống dưới này, bốc lên trên này. Thì do là nó không có đủ nhiệt á nên nó khó cháy hơn. Còn cái này thì nó dễ hơn, hồi nãy là làm khởi động đúng có một lần thôi đó, là nó có thể cháy rồi. Còn đây là đồ để khởi động ở đây đó, mình sẽ khò cho cái ống này nè nó nóng lên. Giờ cái này nó nóng rồi, bỏ vào đây làm cái luôn đó, mình khò cho nó nóng lên. Đỡ bếp ga, đỡ bếp ga lắm đó, đây đang quay mà ông bếp ga ông chạy lại ông sửa luôn nè. Cái này là cho ông thất nghiệp luôn, khỏi xài ga nữa. Cái đẩy vô nè, lửa nó đỏ lên nè. Đó. Đầu để quay sát rồi. Đó, khi mình đẩy vô là lửa nó sẽ đỏ lên. Mình kéo ra. Đó, lửa nó sẽ xanh lại. Đó, các bạn thấy chưa? Xanh như bếp ga luôn nha. Đó, tác giả nói là chuẩn thôi chứ không có sai gì đâu được hết. Đó, còn mình muốn mạnh hay yếu thì mình chỉnh từ cái qua này. Đó. Đó. Quay tổng thể cảnh đó. Đó, lửa bắt đầu nó lên cao nè. Lửa mạnh nó lên cao á. Anh mà không thể nào lửa được mà. Đúng rồi. Lửa nhìn thấy đơn giản như thế này thôi nha các bạn, nhưng mà cái rất là mạnh. Cái này thì cần phải chỉnh sơ đồ lại ok. Nếu mà được cái quanh kim thì chỉnh nó tốt hơn. Ừ, đúng rồi. Giờ chỉ có thể nấu những món nặng thôi. Còn những món hâm chiên xào rồi là chưa được. Cầm cái gì anh Hoàng, cái vùi gì mình để nồi đó.
cái giá để nồi nè. Đúng rồi, để cái giá để nồi là coi như là cái này là xong rồi đó. Giờ là cái chấm mấy chỗ xì này lại là ok. Rồi, thì có máy đây nè. Đó. Nhìn thấy mấy cái khe ở bên trong của cái hình tròn này không? Anh mình cưa bằng tay không đó? Được ghê chưa? Đó, còn mấy cái này là tự hàng, tự khoan lỗ đồ này nọ đâu luôn á. Dinh mực vẫn còn mới nha các bạn. Đó. Đây là cái co này là anh cũng tự hàng lấy này nha. Ông sắt thẳng đó mà bẻ cong không được, anh tự làm cong vậy đó. Thấy ghê chưa? Nó phần này là cái lý nè. Nhưng ngồi xa nó vậy mà cũng nóng đổ mồ hôi luôn á. Nóng lắm. Hôm nay trời mưa mà còn nóng vậy á. Hơi nóng mà bốc cao lên ở đây người ta là lửa mét. Khuất tầm luôn á, ghê. Đây em ngồi đi cách đây cũng hơn nửa mét mà mặt nó đỏ hừng hừng mà. Rửa công nhận mặn thiệt. Rồi. Bây giờ test lại để anh thử lại cái phiên bản đầu tiên của anh thử coi sao. Bộ trùm. Rồi. Cho bạn xem sơ rồi. Trái trịch. Thế rồi. Lửa xanh mà khó thấy quá ta. Đúng rồi. Đó, cái này lửa khó thấy hơn. Lửa xanh âm luôn. Lửa xanh đỏ ít, xanh quá xanh luôn này. Ban đêm mình nhìn mới đỏ thôi chứ ban ngày nhìn không rõ mấy. Ban ngày thì mình nhìn đâu có được lửa đâu, lửa nó xanh quá xanh mà. Quay nhá xem cái đó, trên nhìn ở trên nhìn xuống cũng không thấy luôn, không thấy, lửa nó xanh dữ lắm này. Quay cận cảnh đó, đó nè, thấy màu xanh nè. Cái này nếu mình quay trong nhà mà mình tắt đèn á thì lửa nó xanh cực kỳ xanh luôn. Xanh đẹp luôn á. Đúng là người Việt Nam cái gì cũng có thể làm được. Đó, dụng cụ thì đơn giản thôi. Đây, máy hàng. Đó, đang. Con bị tăng phải. Đó, kiếp đồ đơn giản thôi. Đây, kìm. Đó, ngồi lông. Ngay tại chỗ hết là tách liền. Cái này lửa xanh cực kỳ luôn. Ok. Rồi thôi. Quay cho các bạn xem như đây. Có cảnh hoàn thiện thì nếu mà mình có đây thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Rồi, chào tất cả mọi người. Rồi tác giả của này chẳng đi. Chào tất cả mọi người.